Xong em cho con bú, cái lúc đó thì em không có ra sữa nhiều, nó rất là ít luôn, mỗi lần em bơm ra có 10ml à, mà con không đủ bú. Tại vì khi mà đẻ ra thì phải cho con uống sữa liền, mà em không biết, em cho con uống sữa bột á thì cảm thấy trong lòng mình sao tự nhiên bị dây dứt hả? Dạ đúng rồi, dây dứt lắm luôn á, cả ngày cắn rứt luôn. Cái em cũng ráng cho nó bú mà sao càng bú càng đau, em không biết sao nữa. Cái lúc đó em cũng hỏi bác sĩ, ủa bác sĩ ơi sao mà nó bú mà nó đâu có răng mà sao nó cắn em đau dữ vậy. Cái bác sĩ mới nói là thì ban đầu á là nó sẽ bị rợp cái đầu ngực ti, mà em lại không có cái đầu ngực nữa, cho nên là phải ráng mà phải nút ra, hút ra, phải mua cái đồ hút ra để cho con có thể ngậm vào được. Cỡ tầm 3 ngày đầu luôn em ra ít sữa lắm, em cứ dùng máy em hút, phụ thuộc vào cái máy nhiều quá. Nếu em nghĩ là chắc hút ra là nó sẽ ra sữa nhiều, nhưng mà thực tế thì em sau này em mới tìm hiểu là phải cho con bú. Con là cái máy mà hút sữa của tự mình nhiên nó nhất, dạ đúng rồi, hiệu quả nhất. Sau đó thì về thì em cũng cố gắng cho con bú, tại đau quá em chịu không nổi, em cứ thôi chắc máy hút nó đỡ đau hơn là nó. Thì tới lúc mà nó bú mà em đau quá mức luôn á, mà em nằm em vừa bú vừa khóc, em suy nghĩ tại sao, thấy không, vui một lần thôi mà tới bây giờ lại khổ như vậy đó. Bây giờ tự nhiên nó cắn vậy, hết ba nó cắn rồi tới con mà mình phải chấp nhận, mình phải ngồi mình chấp nhận, mà mình không la nó được, mình cũng không làm gì nó được. Em ơi, con em giờ mấy tháng rồi? 2 tuổi. Ôi trời ơi, cái suy nghĩ của một bà mẹ cách đây 2 năm mà bị cái rất là mắc cười. Ông chồng em kêu á, nói với lại mẹ chồng em, buổi sáng ông qua ông phụ em, buổi tối ông về. Mẹ chồng em kêu không, không, mày phải ở bên đó luôn, vợ mày ở đâu mày ở đó, không cho về, cấm cửa. Đúng chuẩn mẹ chồng, phải như vậy đó. Rất là cảm ơn bà nội nha. Đúng. Bởi vì có những bà mẹ chồng rất là ngộ, đó là trong cái giai đoạn lại mà tách ở con trai mình ra, là tách hẳn ra luôn, nên nó gây nên cái sự trầm cảm cho người phụ nữ rất là nhiều luôn. Khoan không bà nội, em thấy là trong tháng thì ổng rất là ngoan luôn, mà về nhà mẹ ổng rồi hả, bùng nóng, không phải bùng nóng, cái có chuyện gì mami ơi đó, là bên nhà em thì đâu có sai được, tại nhà vợ mà, cái gì cũng làm hết á. Vậy nhưng mà bà nội luôn có mặt kịp thời. Dạ đúng rồi, từng tiếng kêu bà nội thì không làm gì, ở nhà không thôi đó. Cho nên là phụ được, hai bên gia đình rất là khăng khít với nhau, cho nên là vấn đề là em hay nghĩ là chắc mình sẽ không có bị mình sẽ bị trầm cảm sau sinh bỏ quên đây. Đúng rồi, nhưng mà sau đó mình dính vô, nhưng mình cũng không biết là mình đã dính vô. Đúng rồi. Em đọc sách là tập cho con easy rồi tự ngủ rồi tự này tự kia, phải ráng nghe tiếng con khóc. Em thì ráng chịu đựng nghe tiếng nó khóc, còn ổng thì xót, ổng xót con, ổng thì không chịu, ổng la em, ổng hỏi là tại sao mà em lại để cho nó khóc, mà kiểu như khan cả tiếng như vậy. Rồi ổng cứ kiểu trách móc những cái mà em kiểu như muốn tốt cho con. Tức là hai vợ chồng không có thống nhất với nhau trong cái việc chăm con. Đúng rồi, ổng không thức khuya được, kiểu như con mà khóc một cái ổng ngủ luôn, ổng giống như là không nghe nó khóc cái gì hết. Nên là em rất là sợ, em mới nói thôi để em chăm đêm nha, ban ngày thì để em ngủ. Trước khi cưới á, lúc nào đi ngủ cũng nói chuyện tâm sự với nhau, mà bây giờ không còn những thời gian cho nhau luôn, cứ quay quần bên nó hết ngày. Có nhiều khi á, giống như con mà khóc quá ổng cũng kiểu như khó chịu á, cái mình nghĩ ồ tại sao con khóc mà ổng lại khó chịu, mà trong khi ổng bắt mình dỗ, hay là ổng không còn thương con nữa, hay là ổng thấy nó phiền. Tự nhiên bao nhiêu cái suy nghĩ nó ập đến với em, rồi bắt đầu em khó chịu với ổng, và tự nhiên mình có thái độ. Ổng cũng không biết những vấn đề mà gọi là trầm cảm đâu này nọ đâu, ổng chỉ thấy rằng là con vợ tự nhiên. Đúng rồi. Trái tính trái nữa, chiều con không đã mà còn phải chiều con vợ nữa. Ổng quá mệt mỏi luôn, có nhiều khi á ổng không thèm nói chuyện gì với em hết, giống như là ổng cũng thôi kệ đi em, nói gì kệ em. Em thì tức chứ, không nói mà không nói lại, xong rồi tự nhiên mình nói lại không nói lại, mà nói lại thì mình kêu là tại sao ông trách móc mình. Có đợt á tụi em gây nhau những thì vấn đề về con thôi, cái em đuổi ông xuống giường nằm, tự nhiên ông muốn xách gói ông đi, em đuổi ông đó, đi nhưng ông phải không được đi, ông xách gói ông đi xuống giường nhớ nằm. Nha mấy anh, vợ đuổi nhưng mà phải không được đi thì mới nó mới đúng. Thì em tưởng là ông nằm thì ông mới suy nghĩ về những vấn đề nãy à. Không, mình cứ nghĩ là anh phải xuống anh trăn trở, anh cũng cảm thấy chúng ta đã quá xa cách nhau, anh nghĩ là chúng ta nên nhìn lại mối quan hệ này. Em tưởng là sẽ lên năn nỉ em, nhưng mà không ngờ ông ngủ luôn rồi, bắt đầu ấm ức khóc. Ủa, cái kiểu khóc ban đầu là để cho nước mắt nó chảy, xong hồi thấy lâu quá không có tín hiệu, bắt đầu giả bộ có từng tiếng nấc
Đúng rồi. Để bên kia nghe. Hoài không thấy nghe. Bắt đầu khóc to lên. Bên kia vẫn không nghe. Hành động kế tiếp sẽ là ngồi dậy cầm cái gối đập xuống cái đùm. Đó. Không, em không đập gối cái đùm. Em giả bộ em đi vệ sinh em đập cái đùm. Đó. Thức con cái ông nhìn con nhỏ này làm gì xong ngủ nữa. Tại ông mệt quá rồi. Cái cơn stress kéo dài đó như thế nào? Ông làm việc ổng, em làm việc em, không muốn nói gì hết trơn. Đêm nào em cũng khóc hết á. Hay là chắc là bây giờ em ôm con em đi. Em nghĩ là thôi chắc bây giờ em cũng nuôi con em được, em cũng có khả năng. Mình nói ổng là ly dị đi để coi ổng như thế nào. Mà em cũng nghĩ là hồi lỡ ổng bữa giờ ổng vậy ổng chịu thiệt thì sao. Em có rất là nhiều suy nghĩ trong đầu của em luôn. Không biết là những cái đó nó bắt nguồn từ đâu luôn á. Từ cái chuyện là có thể là bản thân chúng ta chưa có kịp ổn định. Đúng với rồi. Trước tiên là về cơ thể. Tại trời sinh em bé không phải là tự nhiên là đẩy một đứa em bé trong bụng ra là sinh em bé. Nó cả một hệ thống cơ quan của chúng ta. Hai đó là gì? Đó là cái vai trò làm mẹ áp lực nặng nề và mình cũng không có đủ sự bình tĩnh để nghĩ về những việc đó một cách bình thản hơn. Và thêm cái nữa là những cái nỗi lo hãi, những cái nỗi lo hãi của phụ nữ sau sinh á, vị thế nè, về nhan sắc nè, về ông chồng nè, về cái việc là ủa rồi bây giờ thực ra là mình còn đủ gọi là đủ trọng tâm đối với người ta không. Thì đó, những cái suy nghĩ tiêu cực của em lúc đó hình thành rất là nhiều. Ngày hôm sau em kêu ngủ đêm tới sáng đi, ngày mai sẽ nói chuyện. Mà cuộc nói chuyện này là cuộc nói chuyện không liêm sỉ. Em sẽ nói ra những cái mà anh đang mắc phải, nhưng mà em đang thấy như vậy. Thì hai vợ chồng đêm hôm đó thì cũng ngủ. Xong sáng hôm sau dành thời gian ngồi nói chuyện. Chuyện thứ nhất mà em muốn là đuổi không được đi. Em nói thẳng luôn, tại vì khi mà anh đi như vậy á, không giải quyết được. Em càng đẩy anh phải càng ở lại. Thường là những người sau sinh á thì cũng sẽ mắc phải những cái vấn đề trầm cảm này. Anh có thấy em thay đổi không? Cái ổng mới nói là em, anh thấy rất là thay đổi luôn. Nhiều khi mà em bực những thứ, giận những thứ vô cớ, vô lý. Anh là đàn ông con trai làm sao mà anh hoa mỹ lời này lời kia. Nhưng mà nhiều khi anh nói cái lời đó thì em cứ nghĩ nó dịu thôi, nghĩ nó nhẹ thôi, chứ không phải là nghĩ là anh đang trách móc gì em hết. Mình nói được ra để mà mình có thể được giải tỏa giống như chị Lan mô tả đâu. Yeah. Mà nó còn nhiều hơn cái điều đó nữa, đó là gì? Đó là mình không có hiểu lầm. Đúng rồi, không phải là nói ra dễ đâu. Ừ. Nói rất là khó và vấn đề mà mình nghe ngược lại nó còn khó cực hơn. Khó. Cũng không chỉ trong hôn nhân, còn đối thoại được là còn cơ hội. Đúng rồi, đúng rồi. Là khi các bạn muốn người khác nói thì các bạn phải nghe. Chứ khi mà chúng ta yêu cầu người khác, ừ bây giờ em có gì em nói thẳng ra với anh đi. Nhưng khi người ta nói thì mình lại không nghe. Nó vẫn còn cái liêm sỉ đó. Thôi, cuộc đối thoại là phải gạt bỏ hết liêm sỉ để giữ hạnh phúc vợ chồng. Rồi bây giờ thì mình có những cái lời lẽ nào để mình nhắn gửi đến những người mà mình cần nhắn không? Gửi lời đến anh đó là khi mà bây giờ ngồi kể lại á, nghĩ lại những cái khoảng thời gian mà anh đã làm cho em, giống như là một người đàn ông mà làm quá nhiều thì cảm thấy là em cảm thấy là bản thân em rất là sai khi mà đã có một khoảng thời gian làm cho gia đình mình buồn đến mức như vậy. Hy vọng là anh không có giận em, cũng chỉ là một cái mùi vị trong cái tình yêu hôn nhân của tụi mình thôi, để tụi mình rút kinh nghiệm ra sau này lỡ như có đứa nữa mình không có bị dính vào những cái mà mình đã từng làm. Cảm ơn cái câu chuyện của em mang đến, cũng như là cảm ơn sự chia sẻ của em. Thay mặt cho chương trình cũng xin được gửi đến cho em phần quà dành cho bạn là bộ sản phẩm Appetito Bimbi Siro ăn ngon ba tác động từ thảo dược chuẩn hóa châu Âu thuộc nhóm Phyto Bimbi nhập khẩu từ Ý. Sản phẩm hỗ trợ rất tốt cho trẻ biếng ăn. Còn trẻ không biếng ăn thì có thể dùng hàng ngày để bổ sung vitamin từ thực vật cho bé khỏe mạnh. Hỗ trợ cho trẻ biếng ăn. Tuy nhiên trong trường hợp con không biếng ăn thì cũng là một cái cách để giúp con tăng cường và bổ sung các vitamin. Còn đây là bộ son Yurika của Nhật Bản. Này thì cho rất mẹ là rồi. Nhiều màu sắc, này là cho mẹ rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn nhãn hàng Appetito Bimbi Siro ăn ngon ba tác động từ thảo dược chuẩn hóa châu Âu giúp cho trẻ ăn ngon, tăng cường hệ tiêu hóa cũng như là hấp thụ tất cả những cái dưỡng chất từ thực vật. Khung giờ phát sóng của chúng tôi đó là 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần. Cũng sẽ không quên nhắc các bạn YouTube của chương trình đó là MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV để chúng ta có thể xem lại chương trình. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.